Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình á. Mình là Tò Hoa Travel đây. Thì hôm nay đang đi ký hồ sơ tại trung tâm hành chính Trân Thành. Mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng tham quan ha. Dự án mình đang bán đó là nha bích 80 hecta. Thì vừa ẩm của mình lên đây mới có chỉ nửa tháng trời thôi, thì mình bán được 20 mấy nền ở đây nha. Đây là phía tay trái của mình là trung tâm hành chính, thì trong đó có tất tần tật tất cả mọi thứ như ủy ban phường, nhân dân này nọ, là phòng công chứng, phòng y tế, tất tần tật ở đây luôn nha. Trong đó thì đường đi vô là đường Nguyễn Văn Linh. Thì để hôm nào mình sẽ quay một cái video clip về đường Nguyễn Văn Linh cho các bạn coi nha. Đó, đường hôm nay cũng đang sốt lắm. Thời điểm hiện tại nay là 2018 nha, tháng 3 2018, thì hiện tại đất vị trí mà rẻ nhất đường Nguyễn Văn Linh hiện tại là 700 rồi, 700 trên 150 mét vuông, thổ cư 100% hết nha. Mình thì mình đang đi đường quốc lộ 14. Đường này thì ngay ngã tư Trân Thành. Đó, ví dụ mình đi ở Bình Dương hoặc Sài Gòn mình lên thì tới ngã tư Trân Thành thì mình rẽ tới phải. Đường này là đường quốc lộ 14, thì đường quốc lộ 14 này là thông qua bên chân Đồng Xoài Bình Phước ha. Đồng Xoài Bình Phước. Thì hiện tại Đồng Xoài sẽ chuẩn bị nó lên thành phố. Đang là thị xã Đồng Xoài chuẩn bị lên thành phố thì nó phát triển rất là nhiều. Đất đó cũng rất là cao. Nên dân ở Bình Phước thì nó sẽ chuyển về đây mua đất dự trữ hoặc là mua đất đầu tư rất là nhiều. Phía bên tay trái mình đây, nó phía sau lưng đó là khu công nghiệp BKMS Trân Thành, hay người ta hay gọi là BKMS Bình Phước đó. Đó, thì trong đó 5 x 30 là 150 mét vuông, thổ cư đủ. Thì nó đang bán hiện tại với giá là 450 triệu tới 50 triệu một 500 triệu một nền. Các bạn đã biết thì BKMS quy hoạch, BKMS quy hoạch thì dự án của nó rất là ok nha, có cơ sở hạ tầng đầy đủ, cống thoát nước rất là tật hết. Hiện tại ở Bình Dương mình thì có khoảng 29 cụm khu công nghiệp, nhưng ở Bình Phước này có khoảng 35 cụm khu công nghiệp nha, nó còn rất là rộng. Các bạn thấy không, đây là Đồng Xoài, phía bên đây là khu công nghiệp BKMS Bình Phước. Nhà đất đây, phía này rẻ vô xíu đó. Đó, thì hôm nào mình sẽ làm một, đây là video clip đầu tiên mình quay ở trên Trân Thành Bình Phước ha. Thì hôm nào mình sẽ quay một số đường như khu công nghiệp BKMS Bình Phước nè, đường trung tâm hành chính tỉnh nè, rồi đường khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc 1, 2, 3, khu công nghiệp Trân Thành 1, 2 cho các bạn xem nha. Thì mình đã tập trung vào vị trí, những vị trí đó rất là nhiều, đất phân lô ở đây cũng nhiều.
Thì gần đây là có một cái con đường. Con đường này gọi là con đường Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh hồi xưa đó. Thì bây giờ nó là nó làm thông thoáng rồi. Nó đi thẳng bên phía bên đây, ví dụ mình bây giờ mình rẽ phải phải không? Là nó sẽ đi thẳng lên Dầu Tiếng, Cảng Bàng về Tây Ninh. Nó về miệt lên trên. Cầu vượt đã làm xong xuôi rồi. Còn mình rẽ trái thì cứ đi thẳng về Đồng Xoài thôi. À, mình xin nói một chút về cái dự án mình đang bán, dự án 80 hecta. Thì nó có tất cả là 60 lốc. Một lốc có trung bình tầm khoảng 20 tới 30 nền. 30 nền thì nó rơi vào tầm khoảng 1.500 tới 1.600 nền đó. Thì một nền của nó là diện tích là 10 x 24, 240 m², thổ cư 100%, đường thì đường nhựa 16, có đường nhựa 13 m, 17 m hoặc là 21 m, đó có ba loại đường đó. Thì để mình vào dự án thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề pháp lý và sổ sách của nó nha. Con đường này hai bên hông nó sẽ chuẩn bị nó mở rộng nó thêm. Đó các bạn thấy. Nó mở rộng ra khoảng 5 m nữa. Hai bên đường luôn. Như các bạn đã biết thì hiện tại số lượng khách đi mua đất đầu tư rất là nhiều. Tại vì sao? Cái thứ nhất là tiền gửi ngân hàng, tiền lãi nó không có bằng cái tiền mình đi mua đất. Cái thứ hai nữa, dù ngân hàng nó đang lùm xùm rất là nhiều. Nhất là tổng giám đốc gom tiền bỏ đi 1 tỷ đền 75 triệu. 75 triệu là không bằng một số nhỏ tiền lời đó, nhưng mà mất cả 1 tỷ rất là nhiều. Như Exim Bank nè, OCB nè, ngân hàng đại dương đó, rất là nhiều. Nên số lượng người đi mua đất và căn hộ ở Sài Gòn rất là nhiều. Thì với cái giá rẻ như thế này, đầu tư thì ok. Các bạn, các quý khách ở Sài Gòn thì nó đổ về đây rất là nhiều mua đất, đầu tư bước đó. Tại vì cơ sở hạ tầng cũng ok. Rồi tiện ích xung quanh nó cũng ok hết hả. Thì dạ gì mà không xuống đây mình đầu tư nhờ. Ở ở Sài Gòn bây giờ mà căn hộ mà cao tầm khoảng tầng thứ tư thứ năm trở lên, cái giá tiền ở quận 7 tầm khoảng 1 tỷ 6 tỷ 650 hả, là chị cũng mới mua trên đó. Thì so với mình để 2 năm căn hộ thì nó lên không có bao nhiêu. Tại vì cái thứ nhất là căn hộ người ta mua đầu tư, khách đầu tư cũng nhiều. Mà chưa chắc gì một dự án đã bán hết đó. Nên cái số lượng mà người ở rất là ít. Nên cái giá nó không có tăng cao bằng mình mua đất. Mua đất ở đây là các bạn rất là ok nha. Đất Mỹ Phước hàng 2 năm đổ lại đây nó lên rất là nhiều. Đất Mỹ Phước Bình Dương á, Mỹ Phước Cánh Cát Bình Dương chỉ với 400 triệu 5 x 30, cái thời điểm đầu 2017 lên cuối năm 2017 nó tăng lên tầm độ là 500 500 600 600. Đó, và đầu 2018 này thì nó lên tầm khoảng 700 700. Một nền diện tích 5 x 30 ở vị trí xấu nhất, vị trí cao nhất thì mình không muốn nói đi, nó tầm rơi vào một khoảng 800. Đó là đường bê tông 16 m nha. Còn đường mà 25 m thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ rưỡi đâu lên.
đó, các bạn thấy rất là cao đó. Và tháng 3 năm 2018 là hiện tại bây giờ nè, thì một nền ở Mỹ Phước 3 các bạn mua 800 không có, rơi tầm khoảng 900 tới 1 tỷ. Đền đường nhỏ, đường bê tông 16m đó, thì với số tiền là 900 thì các bạn có thể lên Bình Phước này mua tầm khoảng 3 nền hoặc 4 nền, 10 x 24 thổ cư 100%. Đó, các bạn thấy Bình Phước tuy hơi xa nhưng mà đầu tư rất là ok. Cũng giống như Rạch Bắp ở Bình Dương và Bầu Bàng ở Bình Dương, hai cái dự án đó BKMX đầu tư hồi xưa toàn là cỏ không đó, các bạn thấy bây giờ đụng vô là 800-900, 1 tỷ, tỷ mấy đô lên không, 5m 5 x 23. Thì hiện tại mình tới Ủy ban Nhân dân xã Nhân Bích ha, Ủy ban nè, phía kế bên là trung tâm y tế đó, bên phía bên đây là chợ và có trường tiểu học Nhân Bích, phía bên đây là trường Nguyễn Bính Khiêm, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tất tần tật cái nào ở đây hết ha. Đây có trạm y tế, trường học, ủy ban, rất là tiện ích đầu tiên để người ta đánh vào dự án chợ trường đó. Thì để mình quay lại cho các bạn thôi nha. Này có bưu điện này đầy đủ nè. Và mình sẽ vô cái dự án 80 hecta ấp 6 Nhà Bích, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì khu này thì hai bên thì các bạn thấy có rất là nhiều cây xanh ha, rất là mát mẻ. Ở trong đây thì có nhiều xí nghiệp gỗ, nó như các bạn thấy thì nó đang chợ gỗ, cây cao su này nọ ha. Thì trong đây có một cái xí nghiệp gỗ, được biết là xí nghiệp gỗ này là của bà Nga. Thì cái bà Nga là nạn nhân trong cái vụ án mà Nguyễn Hải Dương với 6 người Bình Phước đó. Thì có một cái xưởng gỗ ở đây đó, thì các bạn an tâm đi, mua mình đầu tư cũng được, hoặc là ảo thì rất ok. Hiện tại sáng giờ thì mình đã ký được 6 nền đất ở trong Nhân Bích này ha. Thì bây giờ mới có thời gian rảnh, 3 giờ chiều rồi, có thời gian rảnh để chạy vào dự án thăm lại đất một lần nữa để giới thiệu cho các bạn về cái dự án mình đang tập trung đánh nha. Đây cái xưởng gỗ này của bà Nga nè đó. Những cây cao su thì mình khai thác mũ để mình làm những cái vật dụng, hoặc là làm nệm, hoặc là làm nhiều thứ lắm. Thì cao su được chế biến được rất là nhiều. Còn sau khi mà khai thác khoảng 10 năm tới 15 năm thì cái cây nó đã già, thì cái lõi rất là chắc nha. Cái lõi làm bàn ghế mình ngồi, ở nhà mình có một bộ, làm rất là chắc, không xi nhê gì hết nha. Nó làm đồ gỗ mỹ nghệ, đóng giường, đóng tủ, đồ đầy đủ hết. Nó tận dụng được rất là nhiều.
còn thêm một cái công dụng nữa, đó là đốt lửa nha. Mình xài cái nào mình xài mà nó cũ rồi đó thì mình đừng nên dục, mình đem nhúm lửa đốt nấu nướng là ok lắm. Cái đó là mình nói vui thôi nha. Thì vị trí này, từ vị trí này thì cách ngã tư Bình Phước vô khoảng 15 km. Thì 15 km thì chạy trong vòng 7 phút ha. Đúng 7 phút luôn á, nãy giờ. Thì đây vô đó khoảng chừng 1 phút mấy nữa thôi. Mình chạy với tốc độ là 60 km/h. Thì nếu các bạn mà đi xe hơi hoặc là đi xe đưa đón của công ty á thì rất là nhanh. Chỉ một cái chớp mắt thôi thì mình đã tới đó rồi. Nhưng mà lúc mà đi xe hơi thì nó không có cảm giác sướng như mà đi xe máy đâu các bạn ạ. Được là cái không khí này nó rất là mát. À, các bạn thấy không? Thì nó bao quanh, nó là bao quanh cái dự án là bốn mặt đều giáp sông hết. Đó. Các bạn thấy không? Sông cái hồ. Đây là đập nước Phước Hòa. Thì chuẩn bị người ta đánh vào khu du lịch sinh thái. Thì mình cũng đã nghe người dân xung quanh đây kể lại là ông Phạm Nhật Vượng á, tỷ phú Việt Nam, đã có đem xe máy nước. Thì mấy chiếc giống như cano vậy đó, thì nó chạy lên đây rồi. Ông tham quan cũng đã một vòng rồi. Thì có thể là ông sẽ mở một cái dự án khu sinh thái, khu đô thị sinh thái. Thì khu đô thị này thì sẽ dành cho những người mà muốn nghỉ dưỡng. Thì sau một tuần làm việc ở Sài Gòn mệt mỏi nào đó thì người ta sẽ có một nơi để nghỉ dưỡng. Đó. Tại không khí trong đây thì rất là trong lành, không có khói bụi khu công nghiệp ha. Khu công nghiệp cách đây khoảng 6 cây, chung quanh đây hết. Khu công nghiệp BKMS Bình Phước, khu công nghiệp Trân Thành 123 thì tất cả tật nó rơi vào trung bình bán kính 6 km. Ui, đồng xanh bao la. Đây là con đường 21m nha, đường nhựa nha. Thì đầu dự án. Phía lốc bên đây là A1, A2. Đây là dự án 80 hectare ha, được đầu tư bài bản. Thứ nhất là đường xá. Cái thứ hai là cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng thì đã có cống thoát nước đầy đủ cho các bạn ha. Rồi cái thứ ba đó là đèn điện đường. Đó. Thì có điện vô tới tận nhà rồi ha. Đây khu vực đây rất là lớn. Thì người ta cho dân nó thuê đất lại để trồng mì thôi. Đó, các bạn thấy thì người ta đang thu hoạch mì nè. Chúc mình sẽ ghé mua ít củ mì về nấu ăn rất là ngon nha. Ở đây đất Ba Gian mà trồng mì rất là tốt. Nó thấy ta thu hoạch mì không nè. Đây có ống thoát nước rồi đầy đủ nè.
Này không mì đâu, quá trời các bạn ơi. Đó thì dự án này nó có quy hoạch là thứ nhất là trung tâm y tế nè, cái thứ hai là chợ nè, cái thứ ba là trường học, có đầy đủ trong dự án này hết. Thì mình sẽ để cái đường link bên dưới là thông tin cái dự án này cho tất cả các bạn xem nha. Các bạn có thể là vào Facebook của mình để xem cái bản đồ chi tiết và bản đồ tổng thể của dự án nha. Thì phía bên đây có một cái nhà máy nước của người dân đó ha, cung cấp cho Nha Bích này, ấp 1, 2, 4, 5, 6 thì là khu ấp 6. Thì các bạn thấy là xung quanh bốn mặt nó dốc sông hết. Mặc dù trời 3 giờ chiều rất là nắng, nhưng mà cái không khí nó bốc hơn và gió nó thổi vào mình rất là mát, cảm thấy rất là dễ chịu các bạn à. Phía bên đây là cái dự án mở rộng của nó. Đây, nó đang chặt cây hết trơn rồi, chuẩn bị nó sẽ làm. Ở phía bên đây là trường học nè, đầy đủ hết, tiện ích hết. Cái dự án này diện tích là 10 x 24 một lô thường, thổ cư 100%, đường 13m, 17m và đường 21m. Đó. Thì cái giá bán hiện tại bây giờ là 230 triệu tới 260 triệu một nền. Tuy nhiên lô thường. Còn lô gốc là diện tích nó là 9,6 x 24 thì nó bị dạt đầu một chút xíu. Nó diện tích là 201 tới 235 mét. Thì một lô gốc hiện tại bây giờ tầm khoảng 340 tới 400 triệu một nền. Đó. Cái giá quá tốt để các bạn đầu tư. Tại vì sao? Vì thứ nhất là khu này gần khu công nghiệp BKMS, có đầy đủ tiện ích. Đó. Thì được đầu tư rất là bài bản. Và thứ năm và chủ nhật hàng tuần thì có xe của công ty, rất là nhiều công ty nó sẽ đổ về đây. Thì nếu mà công ty sẽ đổ về thì đất các bạn sẽ tự khắc lên rất là nhiều, tại vì người này bán xong rồi mua đi bán lại thì cái giá mà các bạn bán ra cuối cùng thì nó sẽ rất là cao, nên các bạn đầu tư ok nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình trên nhà mình đi đây.